Ta đến các thao tác cho lệnh lock. Tạo bề mặt từ nhiều khớp. Có thể dùng công cụ lock ở bảng Surface Creation tại thanh toolbar. Hoặc nhập lệnh lock, Enter. Thanh command sẽ hiển thị hướng dẫn. Chọn khớp ở giữa, sau đó chọn khớp phía sau và phía trước. Nhấp chuột phải. Ta thấy bề mặt lồng vào nhau. Trình tự ta chọn đối tượng nhập vào lệnh lock sẽ tác động đến bề mặt được tạo ra. Để bề mặt không lồng vào nhau, ta nhập lại lệnh lock, Enter. Sau đó chọn khớp theo trình tự từ phía sau đến phía trước, Enter. Ta thấy bề mặt đã trải xuyên suốt theo đúng trình tự mà ta đã chọn các khớp. Ta đến bảng lock option và chọn các styles, kiểu bề mặt, kiểu loose, kiểu tight, kiểu developable, kiểu straight sections và uniform. Option close lock sẽ nối bề mặt lại thành đối tượng dạng khối, dạng solid. Và ta đã tạo được một bề mặt và khối từ nhiều khớp. Hết bài 9.